Mèo máy Doraemon. Osaka, Nhật Bản, năm 1969. Anh Fushimoto, có chuyện không hay xảy ra rồi. Có chuyện gì vậy anh Neko? Giám đốc công ty bánh kẹo của chúng ta cũng hết tiền bỏ trốn rồi. Cái gì? Đề nghị trả tiền lương cho chúng tôi. Đúng rồi đó, trả tiền lương cho chúng tôi đi. Trời ơi, chuyện này là thật ư? Chúng ta phải làm sao? Khi tiền thì bị quỵt, việc thì bị mất đây. Tôi tuyệt vọng quá rồi. Việc làm ở xưởng sản xuất kẹo thì bị mất. Giờ ngay cả bộ truyện chúng ta đã dồn tâm sức suốt thời gian qua lại bị ngừng xuất bản. Bên nhà xuất bản nói mô típ truyện tranh của chúng ta đã quá quen thuộc và nhàm chán rồi. Giờ đề tài nào sẽ hợp lý và thu hút được mọi người đây? Giờ các hình tượng nào cũng có vẻ giống nhau. Mình phải tìm được một cái mới nào đó chứ. Trời ơi, mình không nghĩ ra bất kỳ thứ gì hay ho cả. Có lẽ mình phải ngủ một giấc. Biết đâu khi thức dậy, mình sẽ nghĩ ra một điều gì mới mẻ chứ. Gì vậy? Thì ra là một chú mèo hoang à. Chắc chú mày đói lắm. Ăn đi nào. Đúng rồi, từ trước đến giờ chưa có câu chuyện nào về hình tượng nhân vật chính là một chú mèo. Mình sẽ phát họa ra một chú mèo thật đặc biệt. Xong rồi. Nhưng nó vẫn giống so với những chú mèo bình thường khác. Liệu như vậy có quá đơn giản không nhỉ? Có lẽ phải nghĩ một chút thôi. Ôi, đau quá, gì vậy chứ? Một chú lật đật ư? Chắc là của con gái mình chơi xong để quên trên sàn đây mà. Ui da, đau quá. Đúng rồi, một chú mèo pha trộn với hình ảnh của một chú lật đật sẽ là một hình ảnh chú mèo không bao giờ té. Nhưng nếu là một chú mèo béo ú, không có móng vuốt thì sao nhỉ? Chú mèo này sẽ trái với quy luật, để mọi người nhìn vào phải bật cười bởi vì hình thù kỳ dị của nó. Con gái của ba, con thử nhìn hình vẽ này của ba xem, con có thích không? Ôi, hình gì mà buồn cười thế này hả ba? Có gì mà con cười dữ vậy? Mẹ xem, ba vẽ hình con mèo buồn cười chứ này. Con chưa từng thấy con mèo nào lạ lùng thế này đấy mẹ ạ. Ôi, buồn cười quá. Nếu ba lấy nhân vật này xuất hiện trong truyện của ba, con có thích không? Có ạ, bao giờ ba xong, phải cho con đọc đầu tiên đấy nhé. Một chú mèo mà lại béo ú, chân tay nắm vào tròn xoe, lại không có móng vuốt, thật khác thường. Đúng vậy, điều đó mới thu hút được người đọc đến với những câu chuyện của chúng ta được. Tôi cũng thấy hứng thú với nhân vật lạ lùng này đấy. Nhưng tên của nó là gì? Tôi cũng chưa nghĩ ra một cái tên nào đó thật đặc biệt. Gọi nó là Doraemon được không nhỉ? Dora trong con mèo đực, và từ Emon trong từ đi lạc. Đúng rồi, con mèo đực đi lạc chính là nguồn cảm hứng để tôi sáng tạo ra nhân vật này. Tuy nhiên, với một chú mèo có hình thù khác lạ như vậy, thật khó giải thích để chú xuất hiện trong thế giới hiện tại nhỉ? Vậy ông nghĩ sao về một thế giới tương lai và chú mèo Doraemon xuất hiện cứu giúp một nhân vật ở thời hiện tại gọi là Nobita? Thế giới tương lai ư? Đúng, chỉ có ở thời tương lai mới có thể xuất hiện một nhân vật có hình thù khác lạ như vậy được. Và ông nghĩ sao nếu chúng ta cho chú mèo này có một phép thần thông gì đó? Liệu có hợp lý không nhỉ? Cũng giống như tôi ngày xưa, một cậu bé đeo chiếc kính dày cộm hay vụng về, nhiều khi gặp khó khăn, thường mong có một phép màu nào đó xảy ra để giúp tôi. Với nhân vật này cũng vậy.
Vậy ông nghĩ sao nếu chúng ta cho Doraemon một chiếc túi có chứa tất cả những thứ mà Nobita sẽ cần khi gặp khó khăn? Một chiếc túi ư? Đúng rồi, nó sẽ là chiếc túi thần thông có chứa nhiều vật cho phép. Rất hợp lý đấy. Vậy thì chúng ta hãy vẽ thử thôi. Ngày này ông thấy sao? Theo đánh giá ban đầu, nhân vật này có vẻ khá hấp dẫn trẻ em. Hình tượng này khá mới mẻ, có chắc mọi người sẽ thích hay không? Tôi không thể đánh cược tiền bạc vào một hình tượng không chắc chắn như vậy. Ông hãy tin ở chúng tôi. Đã nhiều trẻ em nhìn qua tạo hình của chú mèo Doraemon này và chúng rất thích. Xin lỗi, tôi cần một sự chắc chắn chứ không phải một sự thử nghiệm như vậy. Tôi không thể xuất bản bộ truyện của hai gài được. Vậy là năm nhà xuất bản đã từ chối bộ truyện của chúng ta rồi. Chẳng lẽ chúng ta lại thất bại nữa sao? Chúng ta đã mất bao tâm sức để hoàn thiện nó. Không sao, hãy đến gặp nhà xuất bản Shogakukan thôi. Tôi nghĩ họ sẽ cho chúng ta một cơ hội. Dạ, thưa ông Soga. Ôi, một hình tượng thật mới mẻ, tôi rất thích. Thật vậy ư? Chúng tôi cũng rất tin tưởng rằng chú mèo Doraemon này sẽ làm nên chuyện. Tôi thấy chú mèo này là một ý tưởng độc, nhưng dù sao nó cũng là một hình tượng lạ và mới mẻ. Tôi không thể cho xuất bản ồ ạt được. Thế này đi, ban đầu tôi sẽ cho in 100 bản để xem phản ứng của độc giả như thế nào. Được, tôi đồng ý. Tôi hy vọng bộ truyện này sẽ được đón nhận và giúp nhà xuất bản chúng tôi vượt qua khó khăn hiện tại. Nhìn con mèo này ngộ quá. Không biết nó có làm nên trò trống gì ở các hiệu sách không đây. Truyện Doraemon đã ra mắt một thời gian rồi mà doanh số vẫn không khả quan, lượng người đọc rất ít. Ngài Suga, có thể chúng ta cần thêm thời gian. Nhà xuất bản chúng tôi không thể duy trì cuốn truyện này mãi. Nếu nó không thể bán được, Fujimoto, tôi rất buồn khi phải từ chối nhận thêm bản thảo của anh. Thôi vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta thất bại với một bộ truyện mà. Fujimoto, tôi thật sự không muốn hình tượng nhân vật tâm huyết của mình chết yểu thế này. Tại sao những câu chuyện của chúng ta mặc dù gắn liền với những đứa nhỏ như vậy nhưng lại không được phổ biến nhiều như vậy chứ? Ngay cả con gái mình tuy thích Doraemon như vậy nhưng tối ngày cũng chỉ dán mắt vào phim hoạt hình. Đúng rồi, tại sao chúng ta không biến những câu chuyện tranh đó thành phim hoạt hình chứ? Tôi có biết chương trình trẻ em của đài truyền hình đang cần kịch bản phim hoạt hình. Hay chúng ta gửi thử bản thảo cho họ xem. Thank you.
Vợ ơi, em mau ra xem này. Em nhìn xem có đẹp không? Ôi, anh đã mua được xe rồi đấy à? Ôi, đẹp quá. Nó là chiếc xe hiệu gì vậy? Nó là xe Lincoln Continental đời 2017 đấy. Anh đã để dành tiền mất 3 năm và mất đến 80.000 đô la mới có thể mua được nó đấy. Bố ơi, bố đang làm gì thế ạ? À? Bố đang rửa xe con ạ. À. Thế rửa xe vui lắm hả bố? Con cũng muốn được nâng niu chiếc xe giống như bố ạ. À. Vui chứ. Chiếc xe này là niềm tự hào của bố. Thế nên việc bố lau xe, rửa xe và đánh sáp mỗi ngày là niềm vui lớn nhất của bố đấy. Con có thể thử tìm một việc gì đó mà con yêu thích và làm nó thử xem. Đây là chiếc xe đồ chơi con thích nhất. Vậy nên bố cho con được rửa chiếc xe của con với nha bố. Vậy thì bố con mình cùng rửa xe nào. Yeah, tuyệt quá. Bố ơi, hôm nay trời mưa to, xe dính đầy bùn đất dơ hết rồi. Hay là bố con mình cùng chơi trò rửa xe nha. Hôm nay bố cảm thấy không được khỏe rồi. Chắc là do mấy hôm bận việc công ty. Hay cứ để ngày mai rồi mình cùng rửa xe con nha. Dạ vâng, bố có sao không ạ? À? Con lo cho bố quá. Bố không sao đâu. Bố vào trong nghỉ ngơi một lát. Có đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh trước khi mẹ qua chăm ngoại ốm. Con ăn xong rồi lên phòng chơi ngoan nha. Chiếc xe mà bố yêu quý đang bị bẩn thế kia, mà bố thì đang bị bệnh. Nếu cứ để càng lâu thì càng khó lau rửa. Hay là mình sẽ phụ giúp bố nhỉ? Mình nhất định sẽ rửa xe thật sạch, để sau khi tỉnh dậy, bố sẽ khen mình là một đứa con ngoan. Không biết mấy miếng khăn lau bố để ở đâu nhỉ? À, mình nhớ rồi. Những lúc rửa chén và xoan, mẹ hay lấy miếng chùi xoan. Nếu dùng miếng chùi xoan để rửa xe thì chắc là sạch hơn. Liam, con đang làm gì mà bố nghe ồn ào vậy? Con đang rửa xe bố ạ. À. À, bố nhìn xem, con cũng đã rửa xe của bố rồi đấy ạ. À. Bố thấy con có giỏi không nào? Trời ơi, cái gì thế này? Con đã làm gì chiếc xe của bố thế này? Sao xe lại toàn vết xước thế? Xe của tôi, chiếc xe yêu quý của tôi, sao có thể ra nông nổi thế này được? Trời ơi! Bố ơi, con... Ai cho phép mày tự tiện nghịch ngợm thế này? Mày là đồ phá hoại. Mày biết tao đã mất bao nhiêu tiền để mua chiếc xe này không hả? Vào đi, giờ tao sẽ cho mày một trận nhớ đời. Con không biết. Con xin lỗi bố. Bố ơi, con không cố ý. Bố tha cho con đi bố. Vào đó và ngồi yên trong đó đi. Mày sẽ không được ra ngoài nữa, đồ phá hoại. Con xin bố, con không biết tại sao lại có những vết xước ấy. Con chỉ cố gắng rửa xe thật sạch với bố thôi. Con không phải là đứa con hư. Bố tha lỗi cho con nha bố. Không nói gì nữa hết. Mày sẽ bị nhốt trong phòng và không được bén mạng đến gần chiếc xe hơi của bố nữa. Tại sao lại ra nông nổi này chứ? Chiếc xe yêu quý của mình. Trời ơi, chắc mình chết mất thôi. Có chuyện gì với cháu vậy? Đứa con trời đánh của cháu vừa làm hỏng chiếc xe yêu quý của cháu, và cháu đã cho nó một trận nhớ đời. Không hiểu sao nó có thể làm chiếc xe ra nông nổi thế này nữa. Nó xem chiếc xe này như đồ chơi tinh nghịch hàng ngày của nó vậy. Cháu điên mất. Xe bị hư thì cũng tiếc thật, nhưng sao cháu không nhìn vào sự cố gắng và lòng tốt của thằng bé? Nó đã rất vui và tự hào vì được giúp cháu. Trên thế gian mọi chuyện đều không thể nhìn vào cái bên ngoài, mà phải nhìn vào trái tim. Chú nói vậy là sao? Cháu đánh một đứa phá hoại như nó là không được à? Khi nhìn một sự việc, đánh giá một con người,
chúng ta đều rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài mà không dành đủ thời gian để trái tim cảm nhận những giá trị bên trong. Nếu cháu cứ bị kích động như vậy thì rất dễ bị mắc sai lầm. Để không phải hối hận, hãy bỏ những vết xước sang một bên, cháu sẽ có một cái nhìn khác. Liam đã rửa hai chiếc xe này thật sạch, cũng giống như đam mê của mình khi nhỏ, là được làm điều mình thích và giúp đỡ người mình yêu quý. Vậy mà mình đã không nhận ra điều tốt đẹp đó. Mình chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm và tức giận về những vết xước. Mình tệ quá. Bố ơi, con thành thật xin lỗi. Bố đừng đánh con nha bố. Con chỉ muốn giúp bố. Con không biết tại sao chiếc xe lại bị như vậy nữa. Bố đừng đánh con mà. Con xin bố, con biết lỗi rồi. Bố xin lỗi vì đã làm con sợ. Bố đã quá tức giận khi thấy chiếc xe bị trầy xước nên đã muốn phạt con một trận. Thế nhưng bố đã quên rằng con chỉ mới có 7 tuổi và con đang muốn giúp bố. Bố quên rằng con cũng yêu quý chiếc xe này như bố vậy. Cảm ơn con trai đã giúp bố rửa xe. Bố biết con đã hoảng sợ và cảm thấy có lỗi như thế nào. Bố rất giận vì chiếc xe bị trầy xước, nhưng bố sẽ tự giận mình hơn nếu quên đi tình cảm mà con đã dành cho bố. Bố yêu con còn yêu hơn cả chiếc xe này. Dạ, con sẽ không giận bố đâu, vì con cũng yêu bố nhiều lắm. Cuộc thi sáng tạo siêu phi thuyền. Chào các cậu, hôm nay có chuyện gì mà mới sáng ra mọi người đã xôm tụ thế? Akira đấy à, hôm qua cậu lại thức đêm chơi game đúng không? Mắt thì thâm quầng, thần thái rệu rã, trông chẳng có sức sống gì cả. Ừ, do tối qua mình đã cày một trận game kinh điển luôn, đến gần sáng mới đi ngủ, giờ mắt mình không mở ra nổi. Bọn mình đang bàn nhau về đề tài cuộc thi sáng tạo năm nay của trường mình. Năm nay đề tài lạ lắm mà nha. Ừ, đề tài là gì vậy? Đề tài là hãy gấp và cải tiến chiếc máy bay giấy sao cho nó bay được xa nhất. Và giải thưởng năm nay lên đến 10.000 yên. Ghê chưa? Cậu quên Đại học Công nghệ Tokyo của chúng ta được mệnh danh là trường đại học danh giá, tập trung những sinh viên não như nếp nhăn bậc nhất Nhật Bản hay sao? Đúng là vậy. Vì vậy, cuộc thi sáng tạo công nghệ hàng năm của trường ta đều rất được đón chờ. Giải thưởng 10.000 yên mới xứng tầm cho những phát minh đầy trí tuệ chứ. Mình nghe nói không chỉ sinh viên giảng viên của trường mà nhiều công ty công nghệ cũng háo hức chào đón những phát minh ra đời từ cuộc thi này đấy. Đúng vậy, quán quân của cuộc thi năm nào cũng là những sinh viên thông minh nhất, có những phát minh khủng nhất. Chúng ta đều là sinh viên năm nhất, sợ rằng chẳng so bì được những anh chị năm 2, năm 3, năm 4 nhỉ. Cậu đừng tự ti như thế. Đã là sáng tạo thì không giới hạn. Vả lại năm nay tiêu chí của cuộc thi chú trọng vào kết quả, chỉ cần là chiếc máy bay giấy bay được xa nhất thôi. Đâu yêu cầu là một chiếc siêu phi thuyền công nghệ tối tân gì đâu. Tất cả sinh viên đều có cơ hội, phải không Akira? Cậu cũng sẽ tham gia chứ? Mình không quan tâm và mình cũng không có ý định tham gia đâu.
Hôm nay tôi mang đến cuộc thi sáng tạo công nghệ một chiếc siêu phi thuyền vũ trụ bằng giấy có khả năng bay xa 100 mét. Trời ơi, có phải Akira nói là 100 mét không các cậu? Cậu ta quả thực muốn làm trò hề trong cuộc thi năm nay thật rồi. Thật là xấu hổ. Đừng ai nói chúng ta học cùng lớp với cậu ta nha. Mất mặt quá đi. Đề thi năm nay ngài hiệu trưởng đưa ra thật là thú vị. Không phải là một công nghệ sáng tạo máy móc điện tử tinh vi, mà lại là giấy. Đó chính là ý đồ của tôi đấy, ngài chủ tịch. Tôi muốn thấy những sáng tạo vượt qua giới hạn bình thường, và sự sáng tạo của con người sẽ càng phát huy mạnh mẽ ở những điều kiện vật chất đơn giản, đặc biệt. Tôi đồng ý với ngài. Hằng năm, tập đoàn công nghệ của chúng tôi đã sa thải rất nhiều nhân viên giỏi về máy móc công nghệ, nhưng thiếu cái đầu sáng tạo. Vì vậy, tôi rất mong chờ cuộc thi hàng năm của trường ông. Vậy hôm nay, ông đã tìm thấy những tài năng ông mong chờ chứ? Chúng ta cứ xem hết phần thi cuối cùng này xem sao. Chưa đến phút chót, tôi chưa thể đưa ra kết luận của mình. Chẳng phải cậu ta tự tin nói mình đã tạo ra siêu phi thuyền vũ trụ bay xa 100 mét sao? Năm nào cuộc thi cũng có vài sinh viên quá khích, chỉ sợ làm ngài thất vọng thôi. Được rồi, chúng ta cứ chờ xem sao. Được rồi, Akira Yamamoto, em hãy mang siêu phi thuyền vũ trụ của em ra đây đi nào. Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều đang rất tò mò về chiếc siêu phi thuyền vũ trụ bay xa 100 mét được thiết kế như thế nào, động cơ điện tử ra làm sao đây. Siêu phi thuyền vũ trụ của em được thiết kế vô cùng cầu kỳ bởi một tờ giấy A4 trọng lượng chắc khoảng 4,1013 gram. Đơn giản đúng không nào? Nhưng quan trọng là nằm ở phần động cơ của máy bay. Đơn giản vậy thôi sao? Chắc chắn phần quan trọng nằm ở động cơ rồi. Đúng rồi. Để xem động cơ máy bay của cậu ta là gì. Phần động cơ vô cùng quan trọng, đó chính là một viên đá có kích thước tiêu chuẩn là 5,2 cm, nặng 200 gram. Cái gì? Kết quả 100,5 mét. Cái gì? Không thể tin được. Sao sao cậu ấy có thể làm như vậy chứ? Đúng là không thể ngờ được. Cậu ta đúng là có cái đầu quái dị. Chẳng trách cậu ta vẫn ăn ngon ngủ say, không phải thức ngày thức đêm nghiên cứu như chúng ta. Kết quả này có được công nhận không vậy? Sao lại không chứ? Đề bài chỉ nói hãy gấp và cải tiến chiếc máy bay giấy sao cho nó bay được xa nhất, chứ có quy định chiếc máy bay phải hình máy bay hay nhất định phải bay bằng động cơ đâu. Xem ra khoáng quân năm nay đã lộ diện rồi. Kết quả này đúng là không thể chối cãi. Nhưng theo ngài, kết quả này có thực sự xứng đáng so với công sức của bao nhiêu sinh viên khác không? Ở lĩnh vực này, chúng ta phải nhìn vào kết quả thực tế. Và thực tế ở đây chính là chiếc siêu phi thuyền vũ trụ cực kỳ đơn giản của cậu ấy đã bỏ xa những chiếc máy bay cầu kỳ, đầu tư của những sinh viên khác. Tôi đánh giá cao một cái đầu thông minh và nhanh nhạy, biết nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề. Đúng là một chiến thắng ngoạn mục vào phút chót. Đây là sinh viên năm nhất đầu tiên đạt quán quân cuộc thi này đấy. Tôi tin là tương lai cậu ấy sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về một cuộc thi diễn ra tại trường Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!